Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thêm 13 người Hà Nội, 5 Nghệ An, 4 Hà Tĩnh nghi COVID-19. Nhiều tỉnh phía Nam đề nghị kéo dài giãn cách xã hội. Bộ Y tế thiết lập khẩn cấp 3.000 giường hồi sức tích cực tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội sáng ngày 9 tháng 7 ghi nhận 13 ca dương tính nCoV, gồm 9 người ở cộng đồng, 4 người tại khu cách ly. Các trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh công bố 4 ca, Nghệ An 5 ca. Những ca này Bộ Y tế chưa công bố coi như là ca nghi nhiễm. Tại Hà Nội, 13 trường hợp bao gồm 9 người thuộc chùm ho sốt thứ phát, 1 người liên quan đến chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội, 1 người liên quan đến chùm nhà thuốc Láng Hạ, 1 người thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng và 1 người thuộc chùm B6 Trại Gang, Hai Bà Trưng. 9 bệnh nhân thuộc chùm ca ho sốt thứ phát tại cộng đồng là nữ 46 tuổi và nam 16 tuổi đều ở Trung Hòa, Cầu Giấy, là F1 được chuyển cách ly tập trung. Ngày 29 tháng 7 có kết quả xét nghiệm dương tính. Nam 7 tuổi, nữ 2 tuổi và nữ 29 tuổi đều ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng, là F1, vợ và hai con của bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trước đó. Nam 52 tuổi, Ninh Sở, Thường Tín, nữ 45 tuổi, Liên Ninh, Thanh Trì, nữ 24 tuổi, Liên Ninh, Thanh Trì, nam 33 tuổi, Mai Động, Hoàng Mai đều là F1 của bệnh nhân COVID-19 trước đó. Một bệnh nhân thuộc chùm ca liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội là nam 51 tuổi ở Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm ngày 29 tháng 7 có kết quả dương tính. Một người thuộc chùm ca liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm là nữ 12 tuổi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28 tháng 7, người này có triệu chứng, được lấy mẫu lần 2, ngày 29 tháng 7 cho kết quả dương tính. Một người liên quan đến chùm ca tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là nam 18 tuổi, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, được cách ly tập trung ngày 19 tháng 7, xét nghiệm lần 1 là âm tính. Ngày 28 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 29 tháng 7 cho kết quả dương tính. Một người thuộc chùm ca bệnh liên quan đến B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng là nữ 33 tuổi ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 27 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 948 trường hợp dương tính với nCoV. Trong số đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 588 ca, số ca mắc là người đã được cách ly là 360 ca. Tại Hà Tĩnh, 4 người từ thành phố Hồ Chí Minh đi tàu SM14 về huyện Lộc Hà và Thạch Hà vào sáng 29 tháng 7 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC xác nhận dương tính với nCoV. Trong đó, 3 phụ nữ tuổi 25 đến 33 và người đàn ông 42 tuổi cùng ngồi toa số 4 tàu SM14, chung với nữ bệnh nhân 31 tuổi được phát hiện dương tính nCoV ngày 27 tháng 7. Họ trước đó có kết quả xét nghiệm âm tính đã được cách ly tập trung. 4 người đã chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh điều trị. Rạng sáng 26 tháng 7, chuyến tàu chở hơn 800 người Hà Tĩnh sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đến ga Hương Phố, huyện Hương Khê, ga Yên Trung, huyện Đức Thọ. Hiện trên tàu ghi nhận 7 ca dương tính nCoV. Đây là chuyến tàu đầu tiên được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh để đưa người dân về quê, nhằm giảm tải áp lực cách ly cho các tỉnh vùng dịch phía Nam. Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 100% tiền vé và kinh phí test nhanh COVID-19 hai lần tại khu cách ly, xem xét hỗ trợ chi phí cách ly cho người có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày 5 tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 138 người dương tính với nCoV, trong đó có 134 trường hợp đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Tại Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sáng 29 tháng 7 ghi nhận 3 ca dương tính với nCoV, đều liên quan tới Bệnh viện Đa khoa Minh An ở huyện Quỳnh Lưu. Tối qua, tỉnh ghi nhận 2 ca dương tính, như vậy thì đến sáng nay, số ca nghi nhiễm là 5 ca. Ca thứ nhất, nữ 64 tuổi, trú tại Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, làm nghề nông, tới Bệnh viện Đa khoa Minh An thăm người thân từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7. Ca thứ hai, nữ 30 tuổi, trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Minh An là F1 của đồng nghiệp đã mắc COVID-19. Ca thứ ba là nam 33 tuổi, trú tại An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, làm lao động tự do. Điều tra dịch tễ xác định người này từng đưa người thân tới khám và nhập viện Đa khoa Minh An trong thời gian qua. Hai ca ghi nhận đêm qua là nữ 23 tuổi, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, là công nhân.
Ngày 8 tháng 7 đến 19 tháng 7, chị tới Bệnh viện Đa khoa Minh An sinh mổ, 3 ngày sau khi ra bệnh viện đến tái khám. Người còn lại là nam 43 tuổi, lái xe buýt, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, là F1 của bệnh nhân đã được công bố trước đó, từng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An. Sáng 28 tháng 7, CDC Nghệ An cũng ghi nhận một ca nghi nhiễm liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Minh An. Từ 19 giờ ngày 28 tháng 7, tỉnh Nghệ An giãn cách theo chỉ thị 15 toàn huyện Quỳnh Lưu với 280.000 dân. Như vậy thì sau 2 ngày ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng tại bệnh viện này, nhà chức trách đã ghi nhận 10 ca liên quan. CDC Nghệ An thông báo cho những người từng tới khám qua lại bệnh viện này trong thời gian từ 16 tháng 7 đến nay cần phải liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn phòng chống COVID-19. Từ 13 tháng 6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 199 ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Nhiều nhất vẫn là thành phố Vinh với 90 ca, huyện Tương Dương 23 ca, Diễn Châu 20 ca, Quỳnh Lưu 21 ca và Yên Thành 13 ca. Nhiều tỉnh phía Nam đề nghị kéo dài giãn cách xã hội. Nhiều tỉnh phía Nam đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 bởi lo ngại diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp. Chiều 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với 19 tỉnh thành phía Nam sau 10 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết đã tận dụng thời gian này tập trung lực lượng truy vết xét nghiệm nhằm sớm khống chế các ổ dịch, kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, qua tăng cường tầm soát, nhiều nơi ghi nhận ca nhiễm ổ dịch mới xuất hiện. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ chịu áp lực lớn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập khi hàng chục nghìn công nhân, học sinh, sinh viên trở về từ vùng dịch. Vì vậy, nhiều tỉnh đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị 16. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng dịch bệnh đến ngày hôm nay còn rất phức tạp. Công tác chống dịch tại một số tỉnh phía Nam, Sông Hậu và Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu được thực hiện nghiêm, nhưng số lượng ca nhiễm chưa giảm rõ rệt. Với thành phố Hồ Chí Minh, một phần tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An, dịch bệnh đã lây lan rất rộng và rất sâu. Để dập dịch hoàn toàn ở khu vực này, cần thời gian kéo dài hơn dự kiến, có thể tính bằng hàng tháng, bởi tình hình khác với nhiều địa phương cùng thực hiện chỉ thị 16. Vừa qua, tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các bộ ngành đã vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu và thống nhất các giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Những giải pháp này sẽ cũng được áp dụng cho các vùng lân cận như một phần của tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương. Theo ông Đam, mục tiêu của cả nước và 19 tỉnh thành phía Nam là làm sao dịch không lây lan, giảm F0. Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đồng thời còn thực hiện mục tiêu cấp thiết nhất trước mắt là giảm tỷ lệ tử vong, giảm số lượng bệnh nhân diễn biến nặng. Phó Thủ tướng cũng lưu ý đảm bảo chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân khác, vừa phân tầng điều trị người mắc COVID-19. Lúc này chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, động viên kịp thời nhất cho đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng ở tuyến đầu, ông nói. Để hiệu quả cao, các lực lượng phải kiểm soát nghiêm túc, chặt chẽ hơn việc di chuyển của người dân trong thời gian giãn cách. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an cho biết, đã chỉ đạo công an các tỉnh đồng loạt thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế người dân ra khỏi nhà. Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải cấp mã QR, Bộ nhận diện luồng xanh để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, quản lý chặt chẽ phương tiện lái xe tại các điểm giao nhận hàng hóa. 19 tỉnh thành phía Nam bắt đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 19 tháng 7. Số ca nhiễm COVID-19 ở các địa phương này vẫn tăng cao trong những ngày gần đây. Đến hết ngày 28 tháng 7, số ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là 77.189 ca, Bình Dương là 9.540 ca, Đồng Nai là 2.985 ca, Đồng Tháp là 2.641 ca, Phú Yên là 1.155 ca và Khánh Hòa là 1.140 ca. Bộ Y tế thiết lập khẩn cấp 3.000 giường hồi sức tích cực tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 29 tháng 7, trong buổi làm việc với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình nỗ lực cho cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại thì cả đất nước đều quan tâm đến thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trận chiến chống dịch nặng nề nhất, chưa có trong tiền lệ. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhất, nâng dần cấp độ để kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch. Theo đánh giá của chúng tôi, thành phố đang đi đúng hướng trong cuộc chiến phòng chống dịch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói. Tại buổi làm việc, ông Long nhấn mạnh vấn đề cần quan tâm của thành phố tại thời điểm này là làm thế nào để cứu chữa được các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch và giảm tỷ lệ tử vong. Để tiếp tục cùng thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19, ngoài những lực lượng tinh nhuệ đã huy động trước đó, Bộ Y tế tiếp tục điều tất cả các đồng chí lãnh đạo,
cục, vụ liên quan và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện chuyên đa khoa, tuyến trung ương của Bộ Y tế vào thành phố để cùng chung sức thiết lập hệ thống điều trị, đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định cơ quan này đã giao các bệnh viện tuyến trung ương thiết lập 3.000 giường hồi sức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc bệnh viện trung ương sẽ làm giám đốc những bệnh viện hồi sức COVID-19. Hiện tại, bệnh viện hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 giường do bệnh viện Chợ Giấy chịu trách nhiệm tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 đi vào hoạt động, tập trung điều trị các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sẽ cùng thành phố thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực khác để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng. Bộ Y tế giao ông Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19 của Bộ Y tế trên địa bàn Thủ Đức, với quy mô là 500 giường. Đồng thời, Bộ cũng giao Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và điều trị về hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng. Giám đốc Trần Bình Giang cho biết ngay chiều hôm qua, ông đã đưa ekip gây mê hồi sức của đơn vị này vào thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn 30% nhân lực để sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Bộ Y tế giao thiết lập trung tâm hồi sức COVID-19 quy mô 500 giường tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong hôm qua, tôi đã yêu cầu đội ngũ này gây mê hồi sức của Bệnh viện Việt Đức tập huấn ngay lại về chuyên môn để sẵn sàng vào thành phố Hồ Chí Minh và bắt tay vào việc ngay, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang nói. Ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc của Bệnh viện Bạch Mai, sẽ kiêm nhiệm giám đốc trung tâm hồi sức tích cực của Bộ Y tế đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 của thành phố Hồ Chí Minh với quy mô là 500 giường. Bệnh viện Bạch Mai sẽ cử các chuyên gia đầu ngành, trong đó có đội ngũ về hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực đã có kinh nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Dương vào làm nhiệm vụ tại bệnh viện hồi sức này. Ngay trong chiều nay, đoàn sẽ lên đường bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Trung ương Huế được giao nhiệm vụ thiết lập trung tâm hồi sức với quy mô 500 giường trên cơ sở bệnh viện Dã chiến số 13. Ngoài ra, giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương, bệnh viện Lão khoa Trung ương, bệnh viện E và bệnh viện K được giao nhiệm vụ sẵn sàng chung sức thiết lập thêm một trung tâm hồi sức tích cực khác khi cần. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ trưởng nhận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để các trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn hoạt động, thành phố cần thiết lập một trung tâm điều phối, hỗ trợ để mọi hoạt động được nhịp nhàng, hiệu quả trong điều trị bệnh nhân nặng. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cần đảm bảo công tác hậu cần để các trung tâm hồi sức tích cực hoạt động hiệu quả. Một vấn đề được quan tâm tại buổi làm việc là đảm bảo oxy để điều trị bệnh nhân nặng. Thạc sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang bị thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế khẳng định, nguồn cung cấp khí oxy cho điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện không thiếu. Cơ quan này đã làm việc với các nhà nước cung ứng và yêu cầu phải đảm bảo sản xuất, đáp ứng cho nhu cầu phòng chống dịch. Một đơn vị sản xuất đặc thù cho biết sẽ chuyển đổi công năng để sản xuất oxy khí nén khi cần. Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị đang cung ứng oxy để thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Vụ đã trao đổi với các nhà cung cấp. Chiều nay ngày 29 tháng 7, các nhà cung cấp sẽ cùng chuyên gia của Bộ Y tế, Bệnh viện tuyến trung ương tiến hành khảo sát và lên phương án triển khai cung ứng. Vụ trưởng Nguyễn Minh về vấn đề cung ứng thuốc đảm bảo điều trị, ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, khẳng định đến nay việc cung ứng thuốc vẫn đảm bảo phục vụ điều trị. Đối với một số đặc thù dịch truyền, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở điều trị rà soát lại và ngay báo cáo để cơ quan này biết điều tiết trong cả nước cho phù hợp nhằm đảm bảo thuốc cho điều trị. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.